Mình là Nguyễn Việt Thắng. Mình vào đây được hơn tháng rồi. Lúc đầu vào mình rất nặng, là phải đi lọc máu. Vì mình vào đây thì chỉ có một mình, gia đình thì cũng ở xa. Vào đấy thì ai cũng bảo là chắc là không qua được đêm. Nhưng mình cứ bảo, bây giờ mình buông cũng chết, cố, chả gì giá trị bằng lúc đấy là được thở. Nếu mà chị mà không trải qua cảm giác nó khó tả lắm. Có thể cảm giác như kiểu là lúc nào cũng bị ai bóp chặt cổ vậy. Muốn thở biết xung quanh rất là nhiều không khí, càng thở càng không có tác dụng. Nếu mà buông là đi trong đêm hết rồi. Cứ nghĩ đến cảnh là, một là mình bước ra đây bằng chân, bước ra khỏi viện. Hai là trong cái túi thì mình phải chọn lựa thôi. Cố thở, mà mọi giá phải thở. Trong đấy thấy các bác sĩ bảo là vào 10 là ra chỉ có 2. Mình cũng chứng kiến tận mắt rồi. Em bị sang chấn tâm thần chứ. Bởi vì lúc trước em ở bên dã chiến là cái khối lượng người rất đông. Và cái việc mà người sống nằm cạnh người chết là bình thường. Thì khi vào đây thì được cái cơ sở tốt hơn thì nó cũng đỡ nhiều. Nhưng mà nó vẫn xảy ra trường hợp đây. Ngày đêm đầu tiên lọc máu, cái đêm mà mình sống lại thì người bên cạnh ra đi. Nhưng mà cũng chỉ biết là cầu cho người ta được bình an này. Còn mình thì phải cố gắng mà sống, cố mà thở. Nó có những cái phút mà nó rất là xúc động. Đầu tiên là khi mà thay được cái mặt nạ, lúc mà bỏ được ra tự ăn được miếng cơm, sau 2 tuần ăn cháo không, rồi lúc bắt đầu dẫm được chân xuống đất và đứng được dậy, gần như là nước mắt cứ ứa ra. Rồi có cái chắc là lúc mà mình thấy xúc động nhất là lúc mà từ cái phòng lọc máu về, cầm được điện thoại nói chuyện với gia đình. Vì vào trong đấy là không liên lạc được. Alo mẹ. Ừ, đi đây. Hôm nãy vừa mới ăn cơm rồi, uống thuốc, đo được cái 9, được 93. Để mới vận động một chút xíu mà. Mới vận động. Thì con vẫn đang chờ bác sĩ để xem là có thể là đến ngày nào là có thể ra viện bác. Nên là không chắc được ngày sinh nhật. Với cả ở giữa ông nội là phải kịp tới nhà. Rồi cứ bình tĩnh, con cứ điều trị cho nó thật là khỏe đi. Mẹ cũng ít nhất là để xem đến 30 tháng 9 xem tình hình thành phố Hồ Chí Minh giãn cách thế nào. Dạ. Đường bay đừng biết nó có mở không. Thì được mà lúc đấy sức khỏe người ta cho phép ra viện thì con hãy vào viện. Dạ, dạ. Bà bố giữ sức khỏe nha. Không không được tiêm vaccine thì cứ thích đi chợ. Dạ. Ba mẹ nghỉ sớm nhỉ. Thật sự là em không biết phải cảm ơn như này. Nhờ ý bác sĩ mà em còn ở đây. Ý bác sĩ là chăm sóc rất là tỉnh tình. Lúc mà mình không thể làm gì được, mọi việc từ vệ sinh cá nhân, và ngay trong cái đêm mà lọc máu, đêm tử, là ý bác sĩ là bác sĩ tát 3 lần, là 3 lần hút chết. Nên tận bây giờ là vẫn muốn là biết cái tên bác sĩ để ra viện có thể cảm ơn bác. Vậy nhờ những cái bệnh nhân mà người ta nặng như thế này mà người ta trở lại hồi phục được thì mới tạo cho các bác sĩ được cái niềm hy vọng hơn. Cái điều trị của bệnh nhân trong cái tình trạng dịch bệnh như thế này luôn luôn quá tải, mà những cái bệnh nhân tử vong coi như là từng tuần một nó cứ tăng dần. Thì những cái bệnh nhân này trẻ mà nó còn suy hô hấp nhanh như thế này mà hồi phục được thì đó là một rất là hạnh phúc cho các bác sĩ điều trị và nhân viên y tế ở đây nói chung. Quý vị quan tâm, muốn chia sẻ bài viết, ghi âm câu chuyện của mình tới chương trình, hãy liên hệ với chúng tôi qua fanpage VOV Live, email vovlive.vn@gmail.com, hotline 0825 125858.
hệ thống nội dung số VOV Live, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 phố Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lan tỏa, chung tay, thương nhau mùa dịch.